Mình vừa trò chuyện với thím Bảy thì như thím chia sẻ thì nhà thím cũng làm lúa nhưng mà thím chỉ có một công thôi. Thì thím chia sẻ thì làm cũng rất là vất vả. Chỉ những người lớn tuổi như thím ở đây để làm cũng như gìn giữ đất đai của ông bà để lại và thím gìn giữ tới bây giờ. Thì bây giờ là vụ đông xuân thì một năm chỉ có 3 vụ thôi. Nhưng mà là vụ đông xuân thì là trúng lúa vụ hè thu thì lúa thất, tại vì nó là do thời tiết cho nên lúa nó ngã rạp hết thì không có trúng. Mà như thím chia sẻ thì giá lúa bây giờ chỉ có 5.500 một ký thôi, mà nếu mà mình thu hoạch một công lúa thì khoảng chừng 500 ký đó. Thì thím chia sẻ đây là cánh đồng lúa của thím nè, đây là cánh đồng lúa của thím thì chỉ chừng một công mấy thôi thì thu hoạch nó cũng bấp bênh lắm nha cả nhà, và cũng rất là vất vả nè. Như thím chia sẻ là cánh đồng lúa của thím nó ngã rạp hết thì phải chờ cho nắng nó lên thì nó ráo một chút á thì máy nó mới thu hoạch được. Cánh đồng của thím nè, đây là cánh đồng lúa của thím Bảy nè, lúa ngã rạp hết thì phải chờ trong buổi chiều thì một ngày cái máy nó làm chừng khoảng mấy mẫu á cả nhà. Như xung quanh ở đây nè thì một công á, như thím chia sẻ một công á thì máy nó ăn á là ăn tiền á là 300.000 đó. Thì xung quanh bà con đây á thì mướn cái máy đó, cái máy gặt đập liên hợp á thì họ làm họ vô bao, họ giác vô tới tận nhà, và khi mà xong rồi á thì thím chỉ đem lên trên lộ và lái họ tới họ mua thôi. Một năm làm có 3 vụ nha cả nhà, coi như vụ này á để bà con làm mình ăn Tết thôi. Hôm nay thì được chú Sáu mời trái dừa uống, mới trồng dừa mấy hôm nay trái dừa uống ngọt quá chú Sáu ơi. Dừa này đúng là dừa sim nha cả nhà, rồi. Uống rất là ngọt luôn, ngọt thanh luôn á, hương vị ngọt mát của quê hương xứ dừa mình. Như là chú Sáu chia sẻ là nếu mà không còn cái cây dừa thì đâu còn gọi là quê hương Bến Tre nữa. Tao nhắc tới Bến Tre là tao nhắc tới quê hương xứ dừa. Dạ. Bây giờ thì chú Sáu dẫn mình ra cái vườn dừa sim của chú Sáu nha. Tuyệt vời luôn. Dừa mát, ngọt rất là thanh. Nếu như cả nhà mình có dịp về Bến Tre thì ghé qua đây. Ở đây là Phong Điền, ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm. Chú Sáu mời cho mình một trái dừa uống nha. Dừa mát, vị ngọt của quê hương. Wow, quá trời dừa xiêm luôn. Như tuổi của chú Sáu mình trồng dừa xiêm nó khỏe hả chú Sáu? Vì mình lớn tuổi mình trồng thì nó đỡ chăm sóc, nó phát lương mình đều nữa. Cây dừa chứ nó sống gần cả trăm năm hả chú Sáu? 100 năm. 100 năm. Mình mất rồi nó còn à? Mấy cây cao cao đẳng là ba mấy gần 40 năm rồi. Mấy cây dừa cao đó, bị mấy dừa đó tôi trồng năm 85. Mấy cây trời, mấy cây đó chú trồng từ năm 85 tới giờ. Năm 85 mấy dừa cao đó, rồi dừa ta năm dừa ta 85. dừa ta thì mình bán dừa khô thôi. Đó, còn ở đây là dừa sim nè, ở đây là vườn dừa sim của chú nè, này mấy cái dừa sim nè. Ở đây mình trồng được mấy mấy mẫu dừa sim chú? Ở đây mình trồng được mấy công dừa sim chú Sáu? Ở đây trồng dừa sen, còn mấy bên kia là trồng dừa sim thì cắm này dừa cắt từ đây trồng dừa ta mấy năm trước mà dừa ta dừa công nghiệp á, giá nó cao, dừa sim chỉ trồng số ít uống nước. Ít uống nước. Mấy hôm nay cái dừa công nghiệp giá nó quay đột phát chú, người ta quay lại. Trước nhà chú Sáu có cây mông giấy rất là đẹp luôn. Nhưng mà có trồng dừa sim với dừa ta xen vô thì nó bán cũng đỡ, vừa bán vừa dừa ta vừa sim luôn. Trước đi vừa vừa ta trồng vừa công nghiệp đó, bán thì mấy năm đó giá cao nó tới 100 mấy chục ngàn, chục 12 trái lần tới chiêu cả 10 mấy ngàn một trái dừa. Hôm nay nó chục tụt xuống còn 4 5 60 mấy cây chục xuống thì hôm nữa. Bây giờ cuối năm được mấy tháng á thì nó được lên giá chú, chứ lúc trước đó là một chục dừa nó có 20-30 ngàn hả? Nó lên thì mấy đợt mà gặp tàu bên nó xuất qua được bên Trung Quốc á thì giá nó lên, bắt đầu tàu rút đi mới xúc được chứ. Mình cũng phải lệ thuộc, lệ thuộc chỗ đó. Tại vì mình lệ thuộc vô cái hàng hóa mình chủ yếu đưa sang Trung Quốc không, cái đầu ra đó, quan trọng là cái đầu ra chú. Đầu ra khi nào có tàu đồ gì vô thì thương lái nó mua. Bà con mình vẫn bám trụ với cây dừa ha, cũng bám trụ cây dừa. Cây dừa hiên ngang sừng sững trong chiến tranh mưa bom bão đạn rồi cây dừa vẫn che chở cho các chiến sĩ tới bây giờ.
Sau này là trồng dừa xiêm. Nó bây giờ trồng dừa xiêm mập mập hết rồi. Sau này á là nghe thím Bảy Hùng cũng chia sẻ là xong cái này là thím cũng lên lên bờ để trồng dừa xiêm á chú. Lên bờ trồng dừa hết. Trồng dừa hết. Trồng dừa xiêm thì nó khỏe, nhẹ chăm sóc rồi, như thím lớn tuổi rồi hả? Rồi mình trồng dừa xiêm bỏ đó chừng khoảng mấy năm nó có trái chú, cây dừa xiêm á. Dừa xiêm là trồng 3 năm. 3 năm. Hồi đặt trái xuống là 3 năm cho lưỡi mèo cho trái. Cho lưỡi mèo cho trái. Cứ hàng tháng thì dừa ta thì phải 5 năm. 5 năm. Nếu một công mình thu hoạch được bao nhiêu? Được mấy trăm dừa. Thì nó cây dừa xiêm á thì nó cái số lượng dừa nó nhiều hơn, nó trồng bị nó trồng 5 mét một cây à. 5 mét một cây à? Còn nó có khoảng cách. Dừa ta trồng phải 7 8 mét một cây, cách khoảng nó thưa nó xa hơn. Coi như mình trồng đúng quy hoạch á thì cái năng suất trái nó cho sẽ tốt hơn. Nó tốt. Vì cái dừa xiêm vì cái tàn nó nhỏ, nó không có rộng như dừa ta. Dừa ta nó rất mà nhanh. Nó màu lớn nên dừa xiêm là nó trồng nó thu hoạch cái gì nó 3 năm nó lên cỡ bao nhiêu giờ là có trái rồi. Dạ, nhiêu đó là có trái rồi. Nó có trái dẫn lên ngay cao. Dạ. Cho nên giờ nó chuyển đổi canh tác, người ta trồng dừa hết. Dạ, chuyển trồng dừa hết, cái này làm vụ này nữa người ta lên bờ hết. Dạ, cái nó nghe tiếng Bảy nó vụ này vụ cuối rồi đó, là lên bờ luôn. Vậy là dầu này nữa là bắt đầu lên bờ, vì diện tích ít quá. Ruộng giết hết rồi. Giết lần hết ta lên bờ thấy làm lúa này cái nó không có lợi nhuận nhiều á. Có mặn thì có, còn không mặn thì nó đất trống. Đất trống. Còn ta lên bờ thì ta trồng cây, ta trồng một lần một, chăm sóc lần một. Rồi sau nó có tái thu hoạch hàng tháng. Còn cây dừa lúa này làm qua vụ rồi không nữa là nó không còn hết. Chi phí nó rất cao. Chi phí rất là cao. Nó này phân thuốc chỉ lắm. Phân thuốc. Còn cây dừa thì mình chỉ chăm sóc nhẹ ít. Dạ. Trồng khỏe nữa. Thứ hai bây giờ cái tớp thanh niên nhỏ tuổi lao động nhỏ nhỏ đâu còn ở đây nữa, chỉ người già lớn tuổi không ở đây mà ba này nổi nên ở máy gạt đập đó vậy chứ xong rồi câu vận chuyển mà giác lúa gì không có, bị tớp đi kiếm lên làm xí nghiệp không, chỉ còn người già lớn tuổi nhà làm không gì làm nói đâu nổi, biết người ta không làm cái này nổi nữa là người ta chuyển trồng dừa. Đúng rồi. Giờ mà gạt độc liên hợp còn đỡ, ngày xưa mà làm bằng tay gạt cái cánh đồng thì biết chừng nào xong hết chứ không? Khum khum. Giờ mà làm bằng máy móc chứ ngày xưa mà làm bằng tay một cánh đồng này làm biết chừng nào mà xong. Hồi xưa làm, bây giờ nếu cánh đồng này làm phải một tuần lễ. Quá trời, một công đất á. Còn bây giờ á thì tất nhiên mẫu trong vòng tiếng mấy mẫu này là hồi nữa lễ rồi. Tiếng đồng hồ xong. Quá trời. Hồi xưa làm bằng thủ công nữa, cắt tay vậy. Cắt bằng tay vậy đó. Rồi vô phải đập rồi nữa. Trời mệt nặng nhọc lắm. Mình giờ bằng máy xong cái nó bỏ vô bao buộc xong cái nó quăng xuống à. Chú đổ xuống đây ạ. Dạ, con ở huyện Châu Thành. Thì hôm nay mình có dịp về ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Mình ghé qua cánh đồng xem bà con gặt lúa. Ấp Phong Điền ấp 1 xã Lương Hòa. Ấp 1 xã Lương Hòa. Thì được gặp chú Sáu. Kêu theo chú thứ tự á. Dạ, thì được gặp chú Sáu ở nơi đây thì mình có đi ngang cái đền liệt sĩ, nhà liệt sĩ của 11 liệt sĩ ở đây. Thì mình có tìm hiểu thì ở đây là chú Sáu, hàng năm là chú lo cúng giỗ nơi đây. Phải không chú? Tôi giữ thắp nhang sáng, giữ thắp cửa lúc nhang chiều đóng cửa. Dạ. Đóng phá cửa lại khác thể vậy. Cho nên đó là con muốn ghé thăm nhà chú và tìm hiểu về lịch sử nơi đây hả chú? Dạ. Chú có vào trong chú chia sẻ với con được không ạ? Đây là cái bia tưởng niệm. Bia tưởng niệm, cái này cái cổng là cái nhà. Cái cổng là cái nhà. Nhà bia tưởng niệm 11 liệt sĩ á. Dạ. Ở này cái bia tên tuổi những người liệt sĩ. Dạ. Nhưng được còn giờ còn năm hay cốt không kiếm được mất. Bây giờ chú Sáu chia sẻ khi mà các đồng chí hy sinh á thì lính ngụy nó bỏ ngoài chợ hay sao chú Sáu? Nó lấy xác nó kéo gì tên dùng của địch á. Ngũ địch. Nó đem tỉnh bắt đầu chiều lại nó bắt cũng gia đình cách mạng của mình á. Đưa xuống ghe cái chở sông Mỹ Long á, chở vô sông Dòng Trơm á. Cái vô đó đường bà gái đâu kéo lên tên nổi mới giao mấy đồ kéo bỏ mé sông, bỏ với bãi mé sông á. Cái đâu ai hai cái nước ban đêm mà nước lớn vô cái đồ nó trôi mất năm xác đó là không có biết giờ kiếm mấy còn năm hai cốt không kiếm được. Còn năm hai cốt không kiếm vì được. Nó trôi đâu biết trôi mất xác luôn, giờ khi nó rã luôn. Giờ khi nó rã luôn à.
thì là nó trôi dưới sông biết rồi, gì cả đâu mà không biết có ai vớt, bị nhầm khi có người ta cũng thấy, người ta kéo tên người ta chôn đâu biết của đơn vị nghe, nào. nghe chú kể mà thương xót tinh thần. Bây giờ bởi vì còn năm thì có đồng chí không tìm kiếm Không được tìm được. lý do đó. Một số thì bị xong chết rồi mình tải về tổng, thì còn số còn nằm ở đó nó càng xuống là bỏ xác, sáng lại lấy nó kéo lên chợ tỉnh nó để phơi nắng ngày, cái đầu chiều nó bắt gia đình cách mạng cũng đưa xuống sông ghe chở đi, thì đồng bạn gái mà đầu qua đôi khi lên nổi mới kéo bỏ ở dưới mấy bãi sông vậy, cái đầu tối nước lớn rồi là tôi mất, Trời. nên còn lý do đó là mất năm xác rồi. Mất giờ không đâu biết đâu mà kiếm, nhầm khi có tôi đi rồi người có dân người ta thấy ta vớt ta chôn cũng Tôi đâu chôn biết, mình cũng đâu biết, cũng không có biết không biết được. đấy, lý do mấy còn Ngồi cái bản ghi lại. biết 11 người nhưng mà trong đó danh sách có hai đơn vị là không biết, bị gì này công của tỉnh đưa về mà tên đưa gì Coi như làm có 11 liệt sĩ rồi, là biết tên và biết rõ, biết biết rõ. nhưng biết chỉ có gì những người còn hai giờ ở trên tỉnh đang đi tìm kiếm, như hai liệt sĩ này là của đơn vị nào ở đâu, bị này của tỉnh tỉnh đưa gì vậy mình ở vừa không biết. Đây có lịch sử của cái tấm bia tưởng niệm nè, ngày 5 tháng 11 tháng 72 nhằm ngày 10 tháng 10 năm Nhâm Tý, thì có đoàn công tác du kích, cán bộ binh vận của xã và một số cán bộ thuộc đơn vị đặc công ơ của tỉnh, gồm có 24 đồng chí, thì lực lượng đặc công vừa hỗ trợ để phát động quần chúng chống bắt lính và kêu gọi binh sĩ bỏ ngủ trở về với nhân dân, vừa làm nhiệm vụ thực địa địa hình trên đoạn lộ 26 hành tỉnh lộ 885 để phục vụ cho nhiệm vụ sau này. Thì trên đường đi vào địa bàn thuộc ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, thì đoàn công tác đập trúng bãi mìn của địch và bị địch nã pháo cấp tập vào đội hình và đường rút quân, đồng thời là xua quân truy kích lực lượng ta, thì lực lượng ta đã đánh trả quyết liệt và 11 đồng chí đã hy sinh nơi đây, và đến nay là còn 5 đồng chí chưa tìm được hài cốt. Thì tấm bia này thì đảng và nhân dân xã Lương Hòa đã lập bia tưởng niệm ngày 16 tháng 11 năm 2018, tức ngày mùng 10 tháng 10 năm Mậu Tuất. Tấm bia này hả chú? Tấm bia tưởng niệm nơi đây hy sinh. Bia tưởng niệm. Vậy là còn hai liệt sĩ, còn hai liệt sĩ. Hai liệt sĩ nữa không biết có đơn vị nào gì, giờ ở tỉnh cũng đang tìm kiếm của hai liệt sĩ. Đây là danh sách 11 nhưng mà chỉ biết là tên của chính liệt sĩ, có đầy đủ thông tin năm sinh rồi chức vụ và nguyên quán, còn hai liệt sĩ nữa thì chưa biết rõ thông tin. Thì hàng năm là ngày cúng giỗ là ngày 10 tháng 10 âm lịch hả chú Sáu? 10 tháng 10 âm lịch. Dạ, mùng 10 tháng 10. Thì ở đây là cô chú ở đây là cúng nơi đây, là cúng. Quét dọn nữa. Đây là cô Sáu. Cúng giỗ quét dọn đồ để tưởng nhớ 11 liệt sĩ nơi đây. Có gì cúng nấy vậy đó. Có mời cho được trái dừa nữa nè. Rồi tôi chặt cho chú một tái nữa. Cho đã luôn. Rồi, cảm ơn. Đây là trái dừa xiêm, hương vị của quê hương xứ dừa nha cả nhà. Tới đây thăm bà con rồi được cô Sáu, chú Sáu mời trái dừa nữa. Uống trái dừa để thưởng thức hương vị, vị mát, vị ngọt của quê hương xứ dừa mình nha chú Sáu. Con vô nha. Mình đây à. Quê hương xứ dừa, vị ngọt của. Dạ, vị ngọt của quê hương xứ dừa nè. Chờ trái dừa ngọt quá trời chú Sáu ơi. Đúng là uống dừa xiêm luôn. Dừa xiêm. Dừa nước tái nhỏ nước ngọt, còn dừa ta dừa công nghiệp tái lớn nước nó chỉ đó để khô lấy dầu thôi. Còn này mình dùng nước ngọt quá trời luôn, thêm sao ngọt dữ lắm. Bởi đây giờ người ta mua người ta chặt liền như uống, chứ mình đem lên tới Sài Gòn đâu có ngon đâu. Con uống tái nữa cho đã luôn. Trời ơi. Mình uống để một đây dạ, mình uống một trái rồi bây giờ là thêm sáu mời thêm một trái nào. Mời thêm một trái nữa. Coi như vậy đây uống. Chà, chẳng những mà uống mà tắm nước dừa luôn quá. Thôi sao? Ngọt không con? Dạ quá thì ngọt luôn. Sáng giờ con đi quay mà con gắt nước mà uống một trái dừa này thôi tuyệt vời luôn. Uống là tận hưởng cái vị ngọt của quê hương xứ dừa, cái vị ngọt của bà con quê hương xứ dừa mình. Tuyệt vời luôn, về quê hương xứ dừa này là vậy. Tình bà con mình ấm áp lắm. Bà con mình nồng thấm lắm. Chừng nào có đi ghé Sáu chơi nha. Rồi vậy vô nha. Bến Tre không còn dừa, không còn Bến Tre nữa. Dạ đúng rồi. Nếu có Bến Tre mà bỏ dừa không còn đi giá nó thấp nhưng ta cũng vẫn giữ. Người ta vẫn bám trụ với cây dừa đó mà sao? Tỉnh ủy Bến Tre, nếu Bến Tre không còn dừa là không còn là Bến Tre nè. Phải giữ những cây dừa dù mà giá nó bằng cỡ nào mà con cái ổn định với những cái trái dừa. Tại là nó là nét đặc trưng tiêu biểu của quê hương xứ dừa. Bởi đợt rồi là có lễ hội dừa. Chủ đề là gì? Cây dừa trên đường hội nhập phát triển bền vững. Thì cây dừa
coi như là đưa tới cái thông điệp là cây dừa giá dù có tới xuống thấp cỡ nào nhưng mà bà con vẫn giữ vững cây dừa ở trên đường họ nhập và phát triển, không bỏ cây dừa hay chú sao? Không bỏ, vì cây dừa nó có cái nguồn lợi đủ, cái không bỏ tất cả những gì cây dừa từ cái lá, cái cọng và cái thân, cái trái không có bỏ gì hết. Cái gì cũng tận dụng hết. Tận dụng là làm thân thì làm đồ mỹ nghệ, rồi trái thì uống rồi làm sản xuất rồi chế biến rồi các. Với cây dừa hàng tháng nó đều có cho trái mình thu nhập. Cho trái mình thu nhập. À, coi như nó phát lương mình. Cây kia thì nó có mùa. Coi như nó phát lương, nó phát lương mình đều đều á. À, coi như tháng nào cũng có nó nhiều hết thôi. Còn dạ. Cây kia thì nó tính theo mùa. Dạ. Có mùa như năm có vụ. Còn đúng rồi. Dừa thì nó là nó có số tháng nào cũng có tiền. Dạ. Cho nên cây dừa nó gắn liền với bà con mà nó đi vào thơ ca rồi. Dạ. Dân mình bám trụ với cây dừa. Đã mất xứ dừa, mất cây dừa thì không còn gọi là quê hương xứ dừa nữa. Dạ, ông tỉnh ủy mình ông nói đó. Không, dạ. Ông tỉnh ủy Bến Tre mình ông phát biểu. Cái phán nào cũng giận động mà con ráng giữ cây dừa. Ráng giữ cây dừa. Bây giờ giá xuống thấp cũng phải bám trụ cây dừa. Nhiều khi giá nó xuống thấp dữ lắm á chú sao? Dừa khô mà có khi mà nó xuống thấp còn có mười mấy ngàn một chục á. Nó xuống dữ lắm. Xuống dữ lắm. Nên thành thị ra nó không ổn định giá cây dừa. Nhưng cái người những người lớn tuổi là ta trồng dừa bởi vì nó đâu chăm sóc chỉ một năm. Mình bồi bụng ha, mình vô phân mỗi tháng vô đó. Còn lớn tuổi đâu mà nổ chỉ có dừa vậy, xong cái vô phân thì tháng nào cũng có quay lợi thu nhập nên nó phát lương mình đều đều để người ta bị nếu mà không nhiều thì cũng có không ít cũng có cái đồng tiền đồng ra đồng vô. Người già người ta lớn tuổi ta đâu còn mạnh gì được, chỉ dòm ngọn dừa để hưởng có hưởng cái quay lợi dừa thôi cũng đỡ dừa cũng vậy, đóng cửa lại vậy dạ quét dọn tưởng niệm nơi đây. Nhưng ai muốn có nhu cầu tới đây tưởng niệm thắp hương rồi thì chú Sáu với cô qua mở cửa. Mở cửa ở đây mở cửa. Xá ông đi. Nè. Mở cửa bác dọn có gì cũng nấy. Dạ có gì cũng đó. Dạ. Có trái cây thì cũng trái cây, có bông có bông, có bông thì cũng bông. Dạ coi như có gì. Coi thím có chợ mắc dữ này, chợ mua bông thì cũng. Coi như là mình tưởng nhớ thôi. Để mình tưởng nhớ tới. Dạ mấy ông. Hồi đó gì cũng ở trong cách mạng. Cô Sáu có trong cách mạng hả? Ở trong cách mạng rồi gì cũng hồi đó cũng đi giao liên cũng bị đi giao liên. Cũng bị bắt quýnh. Trời. Bắt quýnh. Kính thưa cả nhà thì cô Sáu cũng chia sẻ là cô làm cũng hoạt động cách mạng và cô ngày xưa là giao liên hả cô? Giao liên đó đi cũng đi vác lựu đạn đồ qua lộ đồ hồi đó gì cũng làm vậy đó. Rồi bỏ thời gian rồi cái không có làm nữa. Dạ. Như thím chia sẻ cũng địch nó bắt được cũng gian chân đau khổ ha. Cũng bắt cũng đánh đồ. Đánh đập đồ ha cha khảo đồ. Đánh. Bởi vậy. Quá trời. Ba gì hồi đánh đưa bằng chân gì nè lên đánh la trời găm điện á chích bằng chân á con. Trời ơi. Giả mang vậy thím sao? Hồi đó ơi khóc thôi. Điện vậy nó chích giật chích giật nó chích nó chích vô giật giật dò luôn vậy đó. Quá trời. Nó điều tra nặng mình khai á con. Nó mình khai đó. Mình khai đó. Coi như nó tra khảo mình đó. Tra khảo. Nó tra khảo mình coi mình khai á. Khai nó chích điện thôi. Quá trời. Bởi mình có tới đây mình nghe những cái lời chia sẻ của cô Sáu nè, mình mới cảm nhận được ông bà ông cha ta ngày xưa chiến đấu. Con gì cũng chết bên Mỹ bắn á, cũng đi hồi đi còn gì ở trong cách mạng. Con có gì Sáu hả? Con gì Sáu á? Dạ. Cũng đi cách mạng, cũng bị Mỹ bắn chết á. Hy sinh năm bao nhiêu tuổi gì Sáu? Hôm đó không biết coi quên rồi lâu quá cũng quên, nay nó nay cũng lớn rồi. Dạ. Hồi hy sinh chứ cũng ảnh có vợ cũng cỡ mấy ba chục tuổi. Mấy ba chục tuổi cũng Mỹ bắn. Cũng Mỹ bắn chết rồi. Dạ. Đem về đó. Cái ngoài này gì tản cư ra đây nè. Dạ. Cái gì tổng thấy em khác gì đó. Còn cậu Sáu gì á bị thương á bắn rồi đem giác xuống với bực đá bực dừa. Dạ. Cái đem giấu dưới á. Dạ. Nó đi vô bắt được, bắt lên nó đâm. Đâm hả? Nó đâm sống hả con? Trời ơi, nó đâm sống làm như con cá vậy trời. Đâm sống nè, đâm giết rồi chết luôn. Trời ơi. Bị thương á, rồi đem giấu đâu có chạy được đâu. Dạ. Rồi cái bắt con người đem, mình làm như là con cá gì đó, đâm cá, nó xiên. Nó đâm tới chết thôi. Dạ. Bởi khổ, hồi ở giặc khổ lắm. Vì cũng tổng hồi đó nhà cửa nó dục lục đạn này cũng tiêu banh hết trơn, người tản cư ra đây ở. Dạ, con theo lịch sử ở đây là bãi mìn là ngày xưa địch nó đóng ở đây hay sao? Địch đóng ở đây rồi con. Địch nó đóng ở đây? Địch đóng ở đây. Dạ. Nó đóng xe vậy nè, xe tăng, máy bay rồi thả chạy dài xuống vậy nè. Trời ơi, chỗ này ngày xưa địch đóng dữ vậy hả? Đóng dữ hồi đó cũng khổ lắm. Dạ. Cách mạng tụ nghiệp khổ. Dạ. Rồi vì tổng bắn tiện á, hồ quýnh, hầu lính vô phải ăn xe tăng rồi vô phải ăn.
bắt đầu mỏ quýnh beng 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 cái đem đồ giấu hết chạy xuống hầm tốn. Dạ. Ừ, hồi đó cái dưới khổ đi dạ. Hắn thấy cái bay phải chung dưới hầm. Trời, trời ơi trời, khổ hồi ngủ ngủ dưới hầm không ngủ à. Dưới hầm không vậy ngủ dưới hầm không à dạ. Ngủ ba bốn người ngủ đào cái hầm vậy ngủ dưới quá trời. Ừ. Khi mà nó càng quét á càng quét hồi đó vô nó gặp gì nó giết nấy gặp gì nó giết nấy khổ nó gặp là nó giết à nó gặp nó giết trời ơi. Hồi đó cũng mấy cậu năm nó cũng bị thương cũng ngồi các bạn kêu cho ra chiêu hồi đâu có ra đâu dạ, chiêu hồi không ra không ra mới chết dạ. Ra không mà hồi đó gì cũng năn nỉ mấy đứa mấy anh mấy em đồ đừng có ra gán chống không chịu ra hồi đó sao gì cũng cương quyết bên địch thôi ủa bên bên cách mạng bên cách mạng ừ không ra chịu ra đầu hàng dạ. Đó, bởi kêu gì làm giấy mà xin mà kêu bằng cái gì nè làm giấy gì cũng đi dông điên này kia trên giấy kêu bằng giấy gì đó con dạ. Cái gì đó thôi làm bao nhiêu rồi thấy gì mắc giữ con nít rồi không đi cực khổ dạ. Không đi. Okay. Thời kháng chiến thì khó khăn cực khổ ha rồi tội nghiệp cho liệt sĩ ở đây hy sinh thương chết con biết không lôi lôi nắm cái giò lôi không à trời ơi ủa nắm giò lôi lết lết gì mà chết mà đập mìn nó xác còn đập gì mìn nữa mà xác còn người gãy chân gãy tay vậy đó con bây giờ đập mìn nó văng chân văng tay vậy văng tay văng chân ha bể đầu vậy bể đầu luôn ừ. Đập chúng bể mìn của địch đó hả thím sao cái mìn của địch đó cái bắt đầu con biết làm sao không cái nó nắm nó lôi vậy nè gì thấy đứt ruột luôn địch nó lôi mình hả địch nó lôi mình nó lôi mình nằm dưới đất như lôi như con trâu con rồi mình chết rồi nó lôi vậy đó ừ. Lôi xác á ừ nắm giò lôi vậy nè lôi rồi lên tở nó để sắp hàng sáu mấy ông gì đó nằm đó ngậm điếu thuốc rồi lúc đó thím sáu bao nhiêu tuổi hồi đó thím còn nhỏ mà thím thím chứng kiến được á hồi nhỏ chứ cũng bự rồi dạ dạ thôi dì cũng biết lớn rồi hồi ra đây tản cư dì cũng biết rồi dì cũng mười mấy tuổi dạ mười mấy tuổi nay dì 60 gần 70 rồi kính thưa cả nhà đây là nhân chứng sống luôn nha nhưng mà lúc đó là địch càng quét là các chiến sĩ mình đập miệng đây thì lúc đó là thím sáu khoảng mười mấy tuổi như là thím sáu chứng kiến được bây giờ thím sáu kể lại như là nhân chứng sống cho cả nhà mình nghe nha thấy nó lôi á thấy nó lôi đi gõ gàng đi rồi lên tên nó bỏ tên rồi không biết còn quần cái xác rồi kêu đặng ai nhận á hồi đó tổng khổ lắm con ơi dạ trời ơi nó lôi mà gãy tay gãy chân thấy cảnh nó chắc đau xót lắm á thím sáu người văng xác cái người thì bể mình mẩy hết rồi đập mìn mà nó văng trời ơi đập mìn văng thân thể á văng xa chứ đâu phải mà nó đầm cần đạp bị nổ tung ra rồi mình đi mà đi bị đi đi chậm đau đóng vô đi không có đi gian trời ơi đi gom đóng vô á đi gom đóng vô bởi vì mới chết hết nhiều chiến sĩ vậy đó đạp cái chúng văng tay văng chân hết thân thể còn gì nữa nát hết bởi cái người mất tay người mất chân đi con mất đầu khổ lắm dạ lấy hồi ra gì thấy đứt ruột luôn anh em gì cũng đi ra bên đó cậu năm nó giờ cũng bị đó cũng bị ruột nè giờ cũng nằm tay thì quẹo đeo thì cũng tần thân cũng bị cái tật mà chia mà cái chiến tranh để lại chiến tranh để lại cái di tật cho chú hồi cái quê gì ở Tân Dương á hồi tổng cũng bán tiệm cho mấy ông nè cái gì có chồng gì hồi này cái mấy ổng đi ra nhiều khi ra gì đang mai có cái cửa sổ này chỉ gì và gì biết mấy ổng ra mấy ổng ra lén ra cái chỉ gì chỉ biết tôi nói mấy ông lính là mới đi ngang nói nha mấy ông đi phải coi chừng mấy ngang dạ. Mấy ổng cũng biết cũng có người giao liên có người giao liên ừ giao liên người ta cũng đi trước người ta coi rồi dạ. Mấy ông là mấy dắt ra bò ra dạ. Hỏi thủy quân lục chiến là nó đóng cạnh này nhiều lắm thủy quân lục chiến đóng gần đây luôn đóng luôn đóng tại nhà luôn dạ. Vì ngủ vì lúc đó vì có chồng rồi mà chưa có con dạ. Đóng đó hồi vì có chồng cũng có 20 tuổi chứ gì dạ. Tại cái như chỗ này ngày xưa chiến tranh nó là dữ dằn ha địch nó đóng là xe tăng rồi dữ dằn ha xe tăng đồ máy bay đồ máy bay đồ máy bay trực thăng nó hạ xuống nó bỏ bơm đung quá trời cái chỗ này á trời ơi cạnh tông này ra tông ngay tông giường gì á dạ cái cạnh ngoài này không có cạnh tông giường á dạ quá trời nó bỏ sao mà tôi nấy dừng thì vô á ở trong này chị trắng cứ ở tổng cũng dám ở tổng vô thấy lựu đạn gì máy bay trong ở cái gì mà kêu bằng lựu đạn có trong trống rồi nó bay nó gác mà nhà thì dở banh ra tên gác đâu có dám vô đâu sợ nó nổ á quá nhà cửa thì banh nó lên rồi đó khổ nói với mấy anh em rồi ráng đi ráng kệ ngày nào hay ngày nấy chứ giờ mình bỏ ra đi đó tội nghiệp
Bởi vì để chiến đấu tới ngày hôm nay mà giành được độc lập, giải phóng, hòa bình mình thì thôi, công sức mà xương máu của ông cha mình đổ xuống biết bao nhiêu ha Thím Sáu. Rất là đau xót luôn, như thời đó mà Thím Sáu chỉ có mới 14 tuổi thôi mà cảm nhận được mấy cái tuổi, mười mấy tuổi biết, thôi mười mấy tuổi đau xót. Là gì biết rồi, 15-16 tuổi gì đó cũng được 15-16 tuổi. Và xin cuối lời con cũng xin gửi là chúc sức khỏe đến chú Sáu và Thím Sáu, thật là nhiều sức khỏe để gìn giữ và trông coi nơi đây, vì là nơi đây là bia tưởng niệm 11 anh liệt sĩ đã hy sinh nơi đây, coi như là công lao và sức chiến đấu của anh ngày xưa để ngày hôm nay gìn giữ hòa bình độc lập tới ngày hôm nay, thì thế hệ con cháu mai sau để có ngày độc lập hòa bình yên ổn như thế này. Thì chú Sáu có lời nào muốn gửi tới các bạn trẻ thế hệ mai sau không ạ? Thì bây giờ có hòa bình thì tuổi trẻ nên sao phải kháng gìn giữ hòa bình đất nước này và cho ổn định và phát triển kinh tế ngày càng đi lên, và những cũng như sau này những đứa trẻ ở vùng nông thôn hay vùng thị phải là từ bác sĩ kỹ sư đi lên chứ không còn là nông dân mà chú Sáu tới đây nữa. Tất nhiên là học từ đại học tới lên nó chứ không còn, nên chú Sáu cũng bãi tấm nước coi nhưng cho học đại học hết trơn. Và đứa gái út là nó ngành dược, cái mở tiệm thuốc tây ở thành phố. Đứa gái toàn bộ là phải gắng đi. Nói, nếu mà con người phải có văn hóa là chịu phá mở cửa tâm hồn con người. Có văn hóa phát triển kinh tế là chứ, nhưng mà trước đây cháu thấy mà người ta ai cốt bây giờ phát triển máy móc vậy, nhưng mà sau này làm còn hơn cái những máy móc này nữa. Trước là làm tay chân mình khổ lắm cháu. Cháu thấy lại những người nông dân ha, nông dân thấy cái người nó già hơn cái tuổi. Dạ đúng rồi. Cái tuổi. Tại vì họ lo lao động. Coi như là họ tuổi bao nhiêu mà thấy già cống của đế. Họ lo làm lộng vất vả ở lao động á. Bởi vậy nên cháu thấy những người ở vùng nông thôn này cháu thấy là nó cằn cỗi lắm. Ít có người nào được. Chỉ có những người mà kinh tế hay khá thì lại còn. Nhưng mà mình tới đây mình mới cảm nhận được cái bà con mình lao động vất vả để có những hạt lúa thơm như thế này, thì bà con phải đổ công sức giọt mồ hôi để có những cái hạt lúa nặng chịu bông như thế này. Phải nói là công sức của bà con mình bỏ vô rất là nhiều. Và nơi đây đó là nơi chiến đấu mà oai hùng của các chiến sĩ cách mạng nữa. Phải nhớ ơn, nhớ ơn, phải ghi lòng, phải nhớ ơn con, phải nhớ ơn các chiến sĩ đó. Thì thế hệ con cháu của con ngày mai mới được đứng đây để trò chuyện với chú Sáu hòa bình độc lập ngày hôm nay. Đúng không chú Sáu? Đúng vậy rồi. Thôi vậy anh cũng hy vọng mà, nếu mà cũng hy vọng rằng những tuổi trẻ sau này sẽ đưa đất nước Việt Nam phát triển càng trình độ văn hóa và sản xuất nó phải phát triển theo di chứng của nước ngoài, phát triển càng đi lên, hội nhập với quốc tế nước ngoài, thì kinh tế càng ngày càng phát triển, những cây trái cây gì phải chất lượng ngon và mới được cái xuất khẩu ra đi nước ngoài khắp thế giới luôn, chứ không phải nội tiêu thụ đâu Việt Nam đâu. Hãy đưa ra thế giới mà khen. Nên ổng lại thấy trên truyền hình toàn bộ những Nhật bây giờ nó đồng ý với Việt Nam mình xuất khẩu ba trái nhãn đi. Nhật cũng mừng đó, Nhật cũng khó tính. Họ nhập rồi cũng mừng. Như bà con mình có nông sản có đầu ra. Phải có đầu ra nữa. Có giá rồi bà con mình nó đỡ sống chứ thôi, mà bà con mình cứ thay đổi canh tác như thế này thì có vất vả cực lắm. Như cho bà con mình có đầu ra để có thu nhập nó cao hơn, đỡ hơn chút. Thôi con xin cảm ơn, con xin chào chú Sáu ạ. Thôi cho đi. Rồi video của Hữu Thiện đến đây xin tạm dừng. Thì cả nhà xem qua thấy thích video này thì cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh Hữu Thiện Vlog nha. Và để lại comment bên dưới như là động lực để cho Hữu Thiện làm video sao được tốt hơn và hay hơn nữa. Và Hữu Thiện có cơ hội đi được nhiều nơi hơn để gửi tới những video cho cộng đồng và cả nhà mình xem nha. Vâng, xin chào và xin tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Dạ.